Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến và dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo các báo cáo, kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Nghe dự thảo các báo cáo, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 6 tháng đầu năm, tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022. Nghe dự thảo các nghị quyết, quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng trồng, rừng sản xuất sang mục đích khác, về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, về việc thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần trao đổi trách nhiệm thẳng thắn, các đại biểu đồng tình, nhất trí đối với các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới, cho rằng đây là những nội dung quan trọng, có tính cấp thiết cao, nếu được thông qua sẽ tác động tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân, đồng thời tham gia bổ sung căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết, làm rõ một số nội dung liên quan đến dự thảo báo cáo thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm, tờ trình về việc thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh, chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất nội dung các dự thảo trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 xem xét thông qua. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành được phân công chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị và bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tới đây đảm bảo chất lượng, hiệu quả.